Xin kính chào toàn thể các bạn. Hẳn các bạn còn nhớ trước năm 1975 chứ? Bọn chúng từng ôm chân đế quốc. Bọn chúng từng dâng hiến cái đất nước này, chúng từng mang cái giặc Mỹ, giặc Pháp về đây để xâm chiếm, để đánh đập đất nước, con người Việt Nam chúng ta, chiếm đất nước Việt Nam chúng ta. Rồi nhờ bác và đảng đã đứng lên để giải phóng cái miền Nam này, hôm nay chúng cai cú, thù hằn, chúng tìm đủ mọi cách chống phá. Hở một chút chúng nói là nhân quyền, đòi cái nhân quyền để cho một đất nước Việt Nam tươi đẹp. Và con Phạm Đoan Trang cũng vậy, cũng đòi nhân quyền cho một Việt Nam tươi đẹp. Rồi người Việt Nam chỉ việc ngồi đánh đàn và ca hát thôi. Đấy, nước một nước Mỹ đó, nước Mỹ đó là nước không bao giờ nữa một ai đụng đến, không có chiến tranh đó, nó toàn đi xâm lược nước người ta thôi, không ai đụng tới nó đó. Nó đã được ngồi đánh đàn và ngồi hát như Phạm Đoan Trang nói chưa hả, hay những người công nhân và những cái người làm ở bên đó còn khổ hơn Việt Nam của chúng ta nữa. Việt Nam chúng ta là một đất nước tuy rằng đã chịu rất nhiều chiến tranh và đến năm 95 mới được mở cửa, nhưng mà chúng ta đã được phát triển như ngày hôm nay đó. Bích Phượng cũng đi từ trong Nam mà cho ra tới ngoài Bắc, tới Lào Cai, Yên Bái, tới Sapa, Bích Phượng quay cảnh của đất nước Việt Nam chúng ta, chỗ nào cũng phát triển như chỗ nấy, toàn là nhà lầu và xe hơi, người dân rất ấm no hạnh phúc. Nhưng bọn chúng lúc nào cũng nói là Việt Nam bán nước cho Tàu. Một cái luận điệu rất là xuyên tạc mà một cách là trắng trợn và phi lý. Bích Phượng chỉ muốn xem là đâu đất nước chỗ nào là của thằng Tàu, chỗ nào thằng Tàu đang ở, chỗ nào đâu. Rồi còn nghe đồn rất là nhiều xe của Trung Quốc đi vào mà không thấy đi ra, chở binh lính vào đất nước Việt Nam mà không thấy đi ra. Từng một tấc đất của Việt Nam cũng có người ở. Vậy mà Bích Phượng không biết mà tụi nó vào tụi nó ở đâu, tụi nó ở nhà ai. Không còn một chỗ nào trống, chỗ nào cũng có chủ quyền hết. Không có chỗ nào mà không có chủ quyền hết. Tụi nó vào tụi nó ở nhà ai, tụi nó ở đâu. Thật là phi lý, chỉ là để gạt gẫm những cái thế hệ trẻ bây giờ nó mới sinh ra, nó đang sống bên Mỹ đó, kích động chúng nó, nói chúng nó để cho chúng nó tin, để cho chúng nó tức lên. Lúc nào cũng chỉ là châm chích, xuyên tạc, chỉ cho Trung Quốc, muốn cho Trung Quốc với Việt Nam này choảng nhau á. Chúng muốn là kích động để cho Việt Nam và Trung Quốc choảng nhau. Mà chết thì chúng nhảy vào chúng hôi của đó các bạn. Bọn chúng thâm độc đến như vậy đó. Suối Tàu đám ta lúc nào cũng gào khóc và cậy trông nhờ vào mấy cái thằng ngoại bang, toàn là đi ôm chân đế quốc đó. Không biết chúng còn sống cái kiểu đó đến bao giờ hả các bạn. Không biết chúng không sống bằng đôi chân, đứng bằng đôi chân của chúng nó mà bọn chúng muốn có ôm chân người khác đến bao giờ, dựa dẫm vào người khác đến bao giờ. Phượng thấy bọn chúng rất là nhục nhã, thật sự càng nghĩ càng nhục cho cái đám Việt Tân, cho cái đám Việt Nam Cộng Hòa. 40 mấy năm nhưng mà đầu óc bọn chúng không bao giờ phát triển. Từ người già cho đến người trẻ cũng vậy, đều như nhau hết. Chỉ có một cái luận điệu rất là ngu si, cứ đất nước Việt Nam bán cho thằng Tàu rồi, chỉ vài năm nữa thôi là sẽ thành thuộc địa, sẽ thành của thằng Tàu hết. Cái ngày xưa đó còn lạc hậu, còn cổ hủ lắm, Việt Nam còn nghèo nàn lắm, thậm chí chiếc xe đạp chưa có mà đi, còn đi bộ đó ha. Mà các cường quốc còn chưa chiếm được thì bây giờ chiếm được không?
nói chuyện có lý một chút đi, đừng có nói chuyện thích là nói như vậy. Những người dân ở bên đây nghe nghe cái luận điệu toàn là buồn cười không à, mắc cười lắm. Nhưng mà thật sự rằng cái não bọn chúng là chỉ như vậy, nó không phát triển. Biết bao nhiêu người nói, hết người này đến người kia nói, nhưng chúng đâu có nghe đâu. Chúng vẫn cứ nói theo cái đường lối của một ai đó vẽ ra để cho chúng nói thôi. Mặc dù nó rất là phi lý, nhưng mà bọn chúng vẫn nói, cứ thế mà nói thôi. Không cần biết cái đối phương kia họ cười trên đầu mình hay họ có nghe hay không. Thì đó là hôm nay Bích Phượng nói về cái đám chống phá, và hôm nay chúng đã phải trả giá bằng từ 15 năm tù cho đến 7 năm tù đó các bạn. Rất nhiều cái vụ việc xảy ra, Bích Phượng chỉ muốn khuyên khuyên những người còn ở bên ngoài vòng đó, nên đừng có nhảy vào cái vòng này nữa, nhục lắm, đừng vì đồng tiền nhục lắm. Cái mặt phơi ra trước tòa và toàn dân nhìn vào nhục lắm. Người dân đó rất là căm thù lắm, rất căm thù đám phản động. Nhưng mà tại người dân không có quyền thượng tôn pháp luật để cho pháp luật giải quyết nha. Chứ thật sự mà đất nước Việt Nam không có pháp luật nha, thì các người không có đất sống đâu. Những người dân người ta căm phẫn, người ta không tôn thương pháp luật, thượng tôn pháp luật, thì các người không có đất để sống đâu nha. Các người đừng coi trời bằng vung. Các người nghĩ rằng chống được đảng Việt Nam này là đã xong rồi đúng không? Chống được Việt Nam này, chống được mấy ông đảng Cộng sản Việt Nam là xong đúng không? Còn người dân á thì dễ dàng lắm đúng không? Chỉ qua được mấy ổng là xong hết rồi đúng không? Nhưng không biết rằng mỗi một người dân Việt Nam là một chiến sĩ, nghe chưa? Không dễ đâu. Đừng có tưởng rằng làm như vậy là đã được, là đã xong. Đừng có tốn công vô ích nữa. Hãy lo mà làm ăn đàng hoàng lương thiện đi. Đừng có mù quáng mà cứ dẫn dắt nhau vào trong tù. Khi ra tù rồi á, bà con hàng xóm tất cả mọi người người ta khinh bỉ lắm, người ta coi thường lắm, nhục lắm. Những ông cầm quyền đảng Cộng sản Việt Nam mấy ông không sung sướng gì đâu, mấy ông ăn cũng được cái chén cơm thôi. Ngày lễ ngày Tết các người được nghỉ, các người được chơi. Đó, chính như những người dân như chúng tôi và tất cả như chúng ta rất là sung sướng, hết công việc làm về nhà rồi chỉ việc nghỉ ngơi. Nhưng những cái người nhà cầm quyền của Việt Nam đó, họ luôn luôn phải tìm cách tìm cái chỗ đứng cho cái đất nước hình chữ S Việt Nam này trên các thương trường thế giới, lo cho cuộc sống của người dân. Họ lúc nào cũng rất là nặng đầu, họ không sung sướng gì đâu. Mọi người đừng bao giờ tìm cách chống phá ổng, mấy ổng. Để cho mấy ổng lo cho người dân. Các người không lo được rồi. Ta phải bán nước, ta phải bỏ nước để ba ôm chân đế quốc rồi, dắt đế quốc về đây hành hạ người dân rồi. Thì hãy để có những người có tài có đức để người ta lo cho cuộc sống của người dân. Các người còn định chống phá bao giờ? Hãy mở to đó xem đó, bên các nước ngoài đó đa nguyên đa đảng đó, xem đã bằng Việt Nam chưa, xem đã bằng một đảng của Việt Nam chưa. Đòi nhiều đảng, đòi nhiều đa nguyên để dễ lật đổ đúng không, dễ len lỏi vào đúng không. Đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa, dẹp mộng đi. Những cái đường lối của các người đi á, từ một cái người dân như tôi thôi, người dân bình thường thôi, và thậm chí còn những cái người khác còn bình thường hơn nữa, và những cái đứa con nít á, nó cũng còn biết nữa. Nó thẳng là mấy đứa con nít nó cũng biết nữa, chứ đừng nói chi một người lớn.
mà một người có ăn học mà một người có hiểu biết. Họ không lạ gì những cái trò của các người đâu. Các lãnh đạo của Việt Nam này rất là giỏi. Các người không lung lay được ý chí của họ đâu. Chắc còn rất nhiều điều về họ mà các người không hề biết. Nhưng họ đâu có khoe khoang, họ đâu có phô trương như các người đâu. Họ vẫn âm thầm để lo cho những người dân, âm thầm hy sinh để lo cho người dân. Chúng ta cứ thấy mỗi khi mà chúng chửi một ai ở Đảng Cộng sản đó các bạn, thì các bạn phải biết rằng cái người đó là người rất tốt, người rất lo được, trung thành và lo được cho người dân thì chúng chửi. Chẳng hạn như bác Nguyễn Phú Trọng đó, lúc nào chúng cũng kêu là Trọng lú đó các bạn, bởi vì bác cầm đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam này tài quá, giỏi quá, đất nước giàu mạnh quá, bọn chúng tức. Và bọn chúng còn xuyên tạc là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rồi có bao nhiêu những ngôi nhà bằng vàng ở nước ngoài, ở nước Mỹ, nhà lát bằng vàng, từng cục gạch cũng bằng vàng. Cái đó là bọn chúng nói đó các bạn. Bao giờ bọn chúng cho chúng ta thấy đi, bọn chúng nó quay á, chúng nó quay cảnh ghép đó các bạn, nó quay cảnh ghép đó, nó ghép vào trò ghép ảnh, là trò của bao que xỏ lá, chế hình ghép ảnh đó. Nên chúng ta đừng có tin những gì chúng nói, chúng tuyên truyền. Chúng lên mạng truyền thông này để chúng tuyên truyền bố láo bố léo. Nên tôi lúc nào cũng khuyên người dân chúng ta, đất nước Việt Nam của chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu chiến tranh đau khổ, ông cha ta đã hy sinh xương máu xuống cái đất nước này. Nên mỗi khi ai nói gì, chúng ta phải nghiên cứu, chúng ta phải xem chúng là ai, chúng đang xuyên tạc điều gì, mục đích chúng là gì. Chúng ta không nên tin chúng. Các bạn đã thấy gần đây, mấy năm gần đây đó, xảy ra rất là nhiều chuyện ở đất nước Việt Nam chúng ta. Những cái đám phản động này nó nổi lên, và bọn chúng còn đặt bom khủng bố ở đất nước Việt Nam chúng ta. Thì các bạn cũng đã thấy, cũng đã biết rồi đó, tình hình của đất nước của chúng ta. Có cái đám sâu bọ này đó, chỉ có một nhúm chúng nó thôi, chỉ có một nhúm chúng nó thôi các bạn, chứ không ai khác. Ngoài ra cái vụ nào cũng có chúng nó, mà đặc biệt các vụ ở phía Bắc là có cái mẹ con của Cấn Thị Thêu, cả một gia đình của Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Phương đó, bọn chúng cầm đầu đó. Và Việt Tân phát tiền, đưa tiền cho chúng để chúng phát lại cho những người đi biểu tình, phát theo đầu người và phát theo vụ việc. Chúng ta đừng có mù mờ, chúng ta đừng có nghĩ rằng là chúng đang đòi nhân quyền, chúng đang đấu tranh cho người Việt Nam. Sai lầm hết rồi các bạn, không phải là như vậy đâu. Bọn chúng rất lương lẹo. Đi tìm hiểu sâu, đi sâu vào mới biết bọn chúng là bọn chúng rất là thâm độc. Bọn chúng được một cái nguồn tài trợ của tiền của Việt Tân, theo từng vụ việc, theo từng sự kiện nha các bạn. Tất cả chúng ta cần tỉnh táo, bảo vệ đất nước chúng ta, giữ gìn đất nước chúng ta cho con em của chúng ta. Đức Phượng có đôi lời như vậy, xin kính chào toàn thể các bạn. Bất Phượng ngừng ở đây.